Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con máy mày mini nha. Đó, này dạng mini nè, mình xài gia đình thích hợp ha anh em ha. Đó, thì những cái đây là mày dao, những cái dao mà mình dao gọt trái cây nữa ha, nhỏ nhỏ anh em thì đây ha. Đó, nó có để chi tiết cho mình nè ha. Đó. Đây, cái cục đá mài này là mình cũng mài dao ha. Đây, cục đá mài lớn ha anh em. Đó. Bây giờ em xin đọc cái mã, cái thông số máy cho anh em mình nha. Máy mài nước mã đó là HWS trừ 380 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Con này công suất của nó là 70W nha anh em. Đó. Đây, thích hợp này là thích hợp cho anh em mình là mài gia đình là ok luôn ha. Đó, ngoại hình máy là còn khá là ok luôn nha anh em. Đó. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Thì công tắc của nó là phía sau này nha anh em. Thì thường là mài mài nước rồi mài nước mài dao thì nó cái nước nó sẽ thì nó tua nó sẽ chậm nha anh em. Đó, chậm cho nó an toàn hơn ha. Đó. Đây anh em thấy ha, máy hoạt động là ok luôn nha. Đó. Thì anh em nào quan tâm đến con máy mài nước mini này hàng nội đi Nhật thì liên hệ em nha. Cảm ơn anh em.